Đây là biển Vũng Tàu, trong một ngày mưa và có dông, chúng ta có thể thấy sóng rất là lớn đúng không, dù nước cạn. Tuy nhiên vẫn rất là đầy mỹ nhân nhá, full of beautiful girl luôn. Đấy, thì các cô có thể là tạo dáng chụp hình, đi bách bộ, đứng ngắm biển, hoặc là làm những cái trò chơi rất là vui. Tóm lại là đối với dân Vũng Tàu chúng tôi thì những cái ngày như này chúng tôi không tha thiết ra biển chơi lắm, nhưng mà thấy mọi người chơi vui cũng hay. Đấy, mọi người chơi rất là nhiệt tình. Đấy, cô gái này thì đang cầm một cái súng phun nước hết rất là nghỉ ngợm luôn. Tóm lại là với du khách đến với biển là họ tìm được một cái niềm vui rất là lớn rồi. Mình cảm nhận cái niềm vui trong du khách. Thế nhưng mà đối với lại người bình thường tắm biển thì chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta ra xa quá thì sóng sẽ trùm qua đầu, mà nếu chúng ta ở gần quá thì người chúng ta sẽ lộ lên trên mặt biển. Một cái thời tiết mà tắm biển thì nó không phải là lý tưởng, nhưng mà đi chơi biển thì cũng là khá là hay, vì là hôm nay biển vắng thì tôi đi qua bãi biển Vũng Tàu để làm vài cái shot hình để cho mọi người nắm được tình hình. Đấy, thì nếu mà chúng ta có cơ hội đi biển nhiều thì thời điểm này thì cũng không phải là một cái thời điểm lý tưởng để mà ra biển tắm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi du lịch thì cũng có thể là một ý hay, bởi vì là có những khoảnh khắc rất là đẹp, biển thì thoáng, bãi cát rộng mênh mông và người không quá đông để chúng ta có thể quay phim chụp hình, hoặc là chúng ta có thể là đi tản bộ đều rất là tuyệt vời nha các bác và các bạn.